thì hồi xưa CT chưa có phổ biến nên có bao nhiêu thứ là người ta cứ ứng dụng người ta làm nên người ta sẽ chụp cảnh quan. Thì mục đích cảnh quan người lớn thì con thích gì cũng ba thứ thôi: niêm mạc, hình thái và lưu thông. Nhưng ở con thích khảo sát niêm mạc gần như là không có, không có cần thiết và không có coi được. Tại sao? Niêm mạc chưa có phát triển mà nó rất là mỏng, tức là mình không thể nào bắt con thích nó uống một cái lượng cảnh quan vừa đúng để bạn coi niêm mạc. Con đi mẹ dạy dạy anh em dạy làm sao các bạn chỉ được uống có một ngụm với hai ngụm thôi đúng không, uống theo cái kiểu cảm quen mà để tránh cái vết niêm mạc, chứ giờ bạn uống một đống vô đó rồi làm sao mà mình coi niêm mạc được, có biết không? Ở con nít chắc chắn không thế nào không kêu nó uống một ngụm mà nuốt đi con rồi để cho bạn chụp ha. Nên cái phần niêm mạc được như là không khảo sát. Hình thái, hình thái ví dụ như kiểu kê và lưu thông á, thì nói chung là để mình coi những cái mắt nghẹn, coi đoạn nào phình, đoạn nào xẹt, và đặc biệt ở con lớp thì là về những cái bất thường bẩm sinh. Thì mọi lớp tuần bạn mình sẽ coi những bất thường bẩm sinh đó là gì. Thì chuẩn bị bệnh nhân chụp thực quản có được nhận năng không? Không. Đã mới gửi con mắt con bị thì sao? Có mắt con bị là gì? Nào bài cảnh quan rồi, ở người lớn có một cái không phải ung thư, đó là cái con mắt cận bị là sao? Nghĩa là thức ăn cứ đọng thực quản nó xuống từ dạ dày, do ở ngay cạnh cận bị thì cái con mắt nó là nhìn biến lại nhưng mà nó không phải ung thư, nó sẽ mềm mại chứ không phải cái kiểu ung thư mà xếp hẹp lại. Có biết bệnh đó không? Biết đúng không? Thì họ sẽ coi là phân tích phần đó. Nên đối với và đối với những người có mắt cận bị tức là bị hoặc là thậm chí là thức ăn nó cũng còn tồn tại trong thực quản ha, thì cái đó là chịu. Lúc đó mình sẽ chẩn đoán dựa vô mấy hình ảnh tiết rơi hay hình ảnh thương chuột gì đó ha, cũng sẽ quay thêm để nhìn cho rõ. Dạ dày lá tràng ở con nít thì thường dành có 3 tiếng ha, 3 tiếng 4 tiếng là đủ, ở người lớn là 6 tiếng. TOCD là gì nhỉ? Chụp cái gì? Các bạn có nghe từ này bao giờ chưa? Chụp gì? T là transit. O là gì? Tập quản là gì? Thank you.
những trường hợp nghi có mụn ruột, những cái nguy cơ mà bệnh nhân sau mổ mà nối ống tiêu hóa mà kêu lên những chẳng quen, các bạn cũng không được coi là nhiễm trùng. Ai biết có xì hay không, chắc gì người ta nói là không bị xì. Nên những cái trường hợp mà phẫu thuật về ống tiêu hóa mà người ta nói ví dụ như những cái cỡ con đít á, thì thường có cái gì, những cái teo trùng quản, hoặc là những cái mà người ta có sẹo không trực tràng, hoặc là những cái bệnh viện trung người ta mở ở mông tạng xong rồi đó ta nối lại á, mà người ta cần coi lưu thông, người ta coi cái điện nối, chắc chắn rằng sẽ không dùng bao nhiêu chuyện, bởi vì mình không chắc được rằng là nó không bị xì ra ngoài. Mà nếu mà xì ra ngoài thì dùng bao nhiêu chuyện chuyện gì xảy ra, thì khuôn mặt dính nước rất là dữ, ha, cái bao nhiêu chuyện đó là dính nước là dữ, và như vậy sẽ gây được nên tiến triển viêm khuôn mặt tắc đường từ tới đi tới lại rất nhiều lần. Nên những cái trường hợp này là trong chỉ định tuyệt đối không dùng bao nhiêu. Nguy cơ sặc, tích sặc, những em bé mà không hợp tác tích sặc, lỡ sặc hơi lít vô trong cái phổi thì sao, tắc nghẽn luôn đúng không, nó không có tan được, nó là bột nè, thì như vậy nguy cơ viêm phổi nhất rất là nhiều. Ha, ưu điểm thì dịch chứng nhận tính mà bám dính dữ dội của nó lên coi được viêm mạc, mà những cái thuốc khác không có coi được cái viêm mạc nhờ nó sinh bám dính của cái bột á. Rồi cái thuốc tan trong dầu dùng dùng nó là cái Liodon, cái này thường người ta chụp mấy cái phía cái quản chụp những cái đường tròn nhưng mà giá thành rất là cao nên người ta dùng cái gói tan trong nước để chụp. Cái gói tan trong nước thì chỉ để khảo sát hình thái, không khảo sát được niêm mạc, bởi vì nó không có bám dính thì không có coi được niêm mạc, nên mình sẽ coi hình thái và coi lưu thông, chụp luôn là nào cũng được. Đặc biệt sẽ dùng trong nguy cơ có thủng có hết sạch sau phẫu thuật và đánh giá cái tính không nói có hay không, có bị xì dầu hay không. À, thì các bạn biết cái này nè, các bạn có thấy cái chỉnh tiêu ở cái nước bao giờ chưa, có bạn nào làm ở bệnh viện của mình chưa, các bạn cái nước này là gì á, mình lấy cái gì mình chụp á, đây là cái thuốc cản quang mình chụp CT á, mình sẽ làm gì? Các bạn tưởng tượng bây giờ nếu mình chụp bằng Varis, các bạn pha tiền mình nếu mà dạ dày pha tiền 250-300 ml, đáng lẽ giờ cho bệnh nhân uống bao nhiêu cái chai thuốc bao nhiêu tiền đó, mắc tiền không? Thuốc này rất là mắc, một mắc đâu phải rẻ, chỉ có Varis mình rẻ thôi, một gói chỉ giống hồi xưa là có mười mấy ngàn gói à, pha ra nhiêu cũng được, tại đó là bột. Còn đối với những cái thuốc mà tan trong nước thì ống tan trong nước này nè, các bạn thấy thì CT cũng có thuốc cản quang đó, nó hết bao nhiêu tiền, 100 ml hết bao nhiêu tiền, 400 ngàn, 400 ngàn là chai 50 thì chai 100, chỉ nhớ chai 50 ml là 400 á, chỉ còn 100 ml là mắc nữa. Các bạn biết á, những cái iốt tan trong nước này á, khi mà nó vào thì bây giờ bạn chụp lưu thông ruột non mà dùng iốt tan trong nước mà chụp á, biết cái ruột của mình nó tiết dịch liên tục đúng không, ruột non tiết dịch rất là nhiều, nếu mà dùng iốt tan trong nước mình đã pha loạn mà mình vô nó đặt dịch ở trong ruột nó càng loạn hơn nữa thì sao, có coi được cái ruột này không, càng không nó sẽ mờ mờ ảo ảo, cái hàm nó không có giống như 3 lít mà trắng cao thiếu lên cho mình coi, và bạn sẽ thấy là iốt tan trong nước mình dùng mình để khảo sát nó sẽ rất là mờ nhạt. Nên đối với những cái trường hợp khảo sát này người ta thường chỉ chụp một cái bạn ruột ngắn thôi, chỉ là đạt tới vị trí ví dụ như ngay cái chỗ nối đầu một cái thực quản đi, những cái teo thực quản, những cái phẫu thuật tạo hình thực quản đánh giá đoạn trên đó là như này chụp, chứ mà kêu mà đánh giá mà như cái đoạn luôn không ruột non mà dùng gió tan trong nước là không có thể nào mà đánh giá nổi hết, nó sẽ bị làm loạn hút ra nên mình sẽ không có đánh giá được hết. Hoặc là những cái trường hợp do hậu môn trực tràng hoặc là do hậu môn với lại đường tiết niệu hoặc là âm đạo thì người ta sử dụng cái này để là bơm cái đoạn ngắn để khảo sát các bạn, chứ mình không có dùng để khảo sát đoạn dài cho cái thuốc này, nó rất là mặc tiền. Thì khảo sát thực quản thì đối với thực quản mình nhìn lại cái
sốc huyết ở bên trái như thế này, không bao giờ huyết bên phải và không bị huyết nhẹ thành trước đây và không bao giờ có huyết làm sao. Nếu có huyết làm sao là bất thường. Và nếu mà khi mà nhìn thấy cái huyết ở bên trái như vậy thì mình phải đặt vấn đề có ngay cái vị trí ấn động của khung động mạch chủ hay là cái huyết bên phải hay không để phân biệt với lại cái tổn thương nha. Vậy có thể là những cái huyết này là những cái huyết bình thường. Thì ở phân tích á, bạn biết cho uống thuốc cản quay rất là khó, trẻ đâu có hợp tác. Đối với trẻ sơ sinh nhỏ thì bạn nào đi di động rồi thấy mấy anh chị sẽ tự điều chỉnh và là bác sĩ chỉnh, không phải là điều viên chỉnh hoặc là điều cơ bơm chỉnh. Tại làm sao? Thứ nhất là vừa bơm thuốc vừa soi, bơm thuốc cản quay đến đâu soi đến đó, chứ không giống như người lớn. Các bạn thấy người lớn chỉnh tới cái cản quay đó, mình cứ đổ thuốc ào ào vô rồi mình cứ tắt phải tắt trái, mình xoay lên mình chỉnh để đạt được mục đích thôi. Còn cái này đối với em bé thì bác sĩ phải vô bơm và có chị vô bơm tới đâu soi tới đó để chỉnh tùy cái mục đích mình khảo sát cái gì ha. Thì trẻ lớn hơn thì có thể tự uống được. Rồi những cái trường hợp khác thì ví dụ cho tổn thương bụng thuốc cũng có, còn không được nữa thì mình sẽ làm xong cho trẻ qua xong. Qua xong ví dụ như chỉnh thực quản thì khi đặt cái xong nhẹ dày thì làm sao sẽ bơm qua cái xong đó và vừa bơm vừa rút thì mới coi được thực quản, đúng không? Nghĩa là vừa bơm thuốc cản quay vô vừa rút dần cái xong nó ra thì mình mới khảo sát được cái thực quản. Đó là những cái cách để mà cho cản quay để mà mình chỉnh. À, ví dụ ở đây một cái hình quản nhẹ này thì em bé mình thấy gì trên cái viên thẳng này vừa có tiếp thuốc bên này và vừa có tiếp thuốc thẳng bên phải nữa, thì cái tiếp thuốc bên này là cái tiếp thuốc bất thường. Đương nhiên không phải một cái hình này là mình nói là tiếp thuốc được, nó phải qua nhiều hình. Bởi vì sao? Bạn có thể thấy huyết này do gì? Cái nhu động, đúng không? Chụp thực quản rất là khó, bạn tưởng tượng cái nhu động thực quản rất là nhanh mà nhiều khi nhất là ở các bạn là kêu nhậm thuốc thì bệnh nhân nuốt đi là bạn phải lo cắt tia rồi thì bạn mới chỉnh được cái hình, hoặc là bạn sẽ soi thì bạn mới coi được. Còn để một cái hình tầm đơn như vậy mà kêu ở đây là thiết thuốc thì nhiều khi mình sẽ không có chẩn đoán được, mình phải qua nhiều hình soi thì mình mới chẩn đoán được vị trí là thiết thực sự ha, chứ không phải là do nhu động. Đó là này thì thiết thuốc ở thành phải là một bất thường chứ không phải là một bình thường. Bên đây thiết thuốc ở thành sau cũng là một cái bất thường luôn. Thì ở phân tích đa phần đó là do bất thường những cái mạch máu lớn ở trung thất á, nó chèn ép. Nên khi có những hình ảnh này thì mình phải theo dõi là có cái gì đó bất thường nó chèn ép, nó làm cho cái thuốc thành thực quản. Nè, đó là những hình ảnh bất thường. Thì thực quản có những bệnh lý gì bẩm sinh mà thường gặp nhất đó với trẻ sơ sinh là tai thực quản, các hai hàng thực quản hoặc là những cái nang thực quản thôi. Bất thường nhổ nấu dạ dày thực quản thường gặp nhiều nhất bệnh lý chậm ngừng. À, thứ hai thoát vị khe thực quản, những thoát vị do nhão hoành yếu hoành gì đó bẩm sinh, co thắt tâm vị giống như người lớn. Và cái nữa là những cái tổn thương thực quản mắc phải do gì cũng nhầm hết chứ gặp rất là nhiều. Đó là những cái bệnh lý thực quản mà người ta có thể chỉnh cản quan. Để đây chị nói về cái khe thực quản và cái bất thường bẩm sinh thường gặp. Thì khe thực quản á nó có ở đây em không có được rõ một bên đây teo thực quản có đường rò nối với lại khí quản. À, đây là tiếp hai thì tiếp một cái tiếp hai tiên lượng rất là xấu. Tiếp ba là tiếp mà thường gặp nhiều nhất, có nghĩa là teo thực quản nhưng nó có một cái đường phụ để nối với dạ dày, nó rò từ khí quản xuống dạ dày. Thì chính vì các bạn cứ tưởng tượng về ba cái hình này, nếu mà trẻ để ra chụp X-quang lên đứa này có thấy hơi trong ruột không? Không, không có thông gì hết. Đấy thì có đứa này có không? Không có luôn. À, bên này sẽ có hơi trong ống tiêu hóa. À, đây chỉ chụp một cái bụng không sử dụng lên một đáng được một phần. Rồi đối với tiếp 4, tiếp 5 thì đây là vừa có rò
thì đối với những cái trẻ mà đang tự quản á, cái giai đoạn tiền sản khó chẩn đoán thì mình đầu tư sẽ là đa hố, khó chẩn đoán trong giai đoạn này, nhưng có thể chẩn đoán liền ngay sau sinh đó là bị trẻ bú vô sẽ xuống hoặc vua nó bị sặc, đúng không, nó đâu có xuống được đâu. Rồi khi mình đặt cái xong dạ dày đặt vô cuối cùng xong dạ dày nó bị vướng, mình không có đẩy xuống được, bấm hơi vô cũng được. Và khi mình chụp X-quang kiểm tra thấy những cái gì, một đầu cái túi khí do cái thực quản tạo thành cái cuối cùng, cái túi khí đó nó không đi xuống ha, hoặc là nếu mà có rò thì có thể có viêm phổi hít cho trẻ bú ở lần đầu. Rồi hơi do mất tiêu hóa như là nó có khi thấy có khi không tùy cái tiến trình thực quản. Nếu như mà không có hơi do mất tiêu hóa có nghĩa là không có rò thì tiên lượng những đứa này sẽ xấu hơn so với những đứa có rò. Tại sao? Cái đầu teo của thực quản đó, khó nối với lại cái dạ dày, nó không có nối được, nó nối cái xa thì nó sẽ phẫu thuật khó thành công hơn nên tiên lượng sẽ xấu hơn. Nha. Sau dạ dày khi mình đặt vô nó bị quặp ngược lên, bị bướng lại không thể xuất được, chữa thực quản mình sẽ thấy đọc thuốc ở cuối cùng. Các bạn thấy ở đây. Cái này là cái đầu cổ trong
thì sau khi lấy cái cây thực quản người ta phát hiện, người ta sẽ mổ, người ta không nói, không nói xong người ta sẽ kiểm tra cái miệng nó có tốt hay là không, thì nhắc lại nếu mà lúc mà người ta kiểm tra thì người ta phải chẩn bằng cuốn cản quang đang trong nước, à cuốn cản quang đang để chẩn đoán cái gì, nó dò miệng nói không, miệng nó phát hiện không, chậu tái phát hay không. Những cái này sẽ giúp cho mình chẩn đoán để mà mình coi là cái phẫu thuật của mình có triển thể hay là không ha. Ví dụ như ca này sau phẫu thuật cây thực quản thuốc xuống hầm từ quản xuống nè, nhưng mà nghe bị dính này sao có nhỏ, vẫn còn một cái đường rò rất nhỏ ha, nối giữa cái khí quản với thực quản, nó tạm thuốc vô thực quản đó, thì đây là cái đường rò này. Right.
dị vật không cảm quan, trẻ cảm giác sung sướng khó chịu ăn đồ ăn của nó. Dị vật không cảm quan bên đây, khi cho uống thuốc cảm quan vô thì mình sẽ thấy thuốc qua cái chỗ mà bị chín là dị vật không cảm quan đó, nó bị tắc nghẽn, rất là tắc nghẽn cái lưu thông của thực quản. Ở đây là đánh huyết thuốc ở đây ha, mình sẽ dùng cái cảm quan để mình cảm quan cái dị vật bị tắc nghẽn mà không có cảm quan. Qua cái đoạn thắt xuống nữa là dạ dày và tá tràng. Thì nhắc lại, dạ dày thì có ba vật, trên trên nhất là tá vị, phong vị và tới vùng hang môn vị. Tá tràng có bốn đoạn, T1 đến T4. T1 thì cho tới đâu? Từ hang môn vị tới đâu? Cái đoạn gần cái cổ thứ mật. T2 ôm đầu vị. T2 là dễ nhớ nhất, đúng không? T3 trước cột sống. T4 là phần còn lại. Rồi, góc kép là gì? Góc kép là vị trí gì? Là chỗ nối giữa tá tràng với lại hõm tràng là góc kép. Như vậy, đúng nguyên lý thì góc kép nằm ở đâu? Bên phải hay bên trái? Bên trái. Lúc nào góc kép thì phải nằm luôn luôn nằm bên trái cột sống là đúng vị trí giải phẫu. Như vậy khi mình thấy góc kép nằm ở trước cột sống hoặc nằm ở bên phải thì mình phải thực hiện có được sai như vậy. Đó là phân tích khi chụp dạ dày tá tràng dễ đến việc ăn ói. Bác sĩ cho chỉ định chụp thì cái mình phải tìm chắc chắn là phải tìm ra góc kép nằm vị trí bình thường hay là không. Mình sẽ không đọc lét dạ dày ở trên phân tích, mình chỉ cần